Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng với đoàn công tác của Chính phủ đã thị sát cụm cảng Cái Mép Thị Vải vào sáng ngày 20 tháng 3. Cùng đi có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, lãnh đạo các bộ, kế hoạch và đầu tư, tài chính, giao thông vận tải, các cục và vụ liên quan. Về phía lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tham gia chuyến thị sát có ông Phạm Viết Thanh, Bí thư tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chuyến thị sát nhằm tìm hướng thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của cụm cảng Cái Mép Thị Vải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời để Chính phủ lắng nghe kiến nghị khó khăn vướng mắc của Bà Rịa Vũng Tàu trong vấn đề phát triển cảng biển. Cùng với đoàn công tác của Chính phủ thị sát cụm cảng Cái Mép Thị Vải, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến cảng Sermerling, một cảng nằm ở khu vực hạ lưu sông Cái Mép do công ty cổ phần Sermedep của Việt Nam và tập đoàn CMA CGM của Pháp góp vốn đầu tư. Cảng vừa đưa vào khai thác giai đoạn 1 vào giữa tháng 1 năm 2021. Ở giai đoạn này, cảng khai thác 800 m cầu bến chính, đảm bảo tiếp nhận cùng lúc hai tàu mẹ. 230 m cầu bến dành cho tàu feeder, xà lan trên diện tích 33 hectare. Năng lực xếp dỡ của cảng Sermerling là 1,5 triệu tiêu một năm và tổng công suất toàn dự án là 2,4 triệu tiêu một năm. Cảng quốc tế Cái Mép CMIT liên doanh giữa Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Cảng Sài Gòn và APM Terminal, nhà khai thác cảng container hàng đầu của Đan Mạch, là điểm thứ hai mà đoàn công tác của Chính phủ thị sát. Đây là cảng tiên phong trong việc đón các cỡ tàu mẹ siêu trường siêu trọng vào cụm cảng Cái Mép Thị Vải. Như tháng 10 năm 2020, CMIT đã đón thành công tàu container Margaret Marsh trọng tải 214.121 deadweight, sức chở 20.000 tiêu. Loại tàu đang được khai thác trên các tuyến vận tải xuyên đại dương và là số ít tàu lớn nhất thế giới hiện nay. 5 năm vừa qua ấy, là Cái Mép tăng trưởng đứng luôn đầu thế giới. Từ 2 triệu tiêu bây giờ 4 triệu tư. Toàn bộ Cái Mép một tuần 15 tàu mẹ. So với Indonesia có 4 tàu mẹ như thế một tuần và Thái Lan có 10. Đây là mình nhất rồi. Tại cụm cảng Tân Cảng Cái Mép của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn báo cáo tình hình hoạt động của 3 cảng trực thuộc, gồm cảng container quốc tế Tân Cảng Cái Mép TCIT, cảng container cổ phần Tân Cảng Cái Mép TCCT, cảng ODA Tân Cảng Cái Mép TCTT. Dịp này, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cũng đưa ra kiến nghị về những tác động trực tiếp đến hoạt động cảng hiện nay như giao thông kết nối, nạo vét luồng. Kính mong Thủ tướng chỉ đạo để tăng cường và hoàn thiện hệ thống kết nối giao thông đường bộ đối với các cảng của cụm cảng Cái Mép Thị Vải. Thứ hai là cái vấn đề nạo vét, là Bộ Tài nguyên Môi trường là phê duyệt quy hoạch cũng như là cấp phép các cái dự án, các cái khu vực nhận chìm vật chất nạo vét. Đấy, và Bộ Tài nguyên Môi trường cũng như là các địa phương, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu, phải có cái kế hoạch nạo vét. Sermerling, CMIT, TCIT là ba cảng hoạt động hiệu quả thuộc nhóm cảng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới tại khu vực Cái Mép Thị Vải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với mức tăng trưởng trên 22% năm, đứng thứ 6 trên thế giới và cao nhất khu vực Đông Nam Á. Ngay tại hiện trường thị sát, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự hài lòng với những bước phát triển vượt bậc của cụm cảng Cái Mép Thị Vải thời gian qua, nhất là trong bối cảnh cả nước và thế giới chịu nhiều tác động từ đại dịch COVID-19. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 69 dự án cảng biển được quy hoạch, tập trung trên hai luồng hàng hải là Vũng Tàu Thị Vải và sông Dinh. Riêng khu vực Cái Mép Thị Vải có 35 bến cảng, đã đưa vào khai thác 22 bến. Trong 141,5 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng hàng năm tại Bà Rịa Vũng Tàu, riêng khu vực Cái Mép Thị Vải đã chiếm 130 triệu tấn. Với lợi thế cảng nước sâu, cụm cảng Cái Mép Thị Vải là cụm cảng đầu tiên của Việt Nam và là cụm cảng thứ 19 của thế giới đón được tàu mẹ trọng tải đến 214.000 tấn.